Audio 2 xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ so sánh hai mẫu loa với cùng tầm giá, đó là 7,5 triệu. Một thương hiệu khá lâu đời mà nhắc đến có vẻ chúng ta biết nhiều trên thị trường, đó là KingBud với mã hiệu là BN18A nha. Rồi, bên này chúng ta sẽ có thương hiệu là Rosin W12 Infinity, hay chúng ta gọi giả sử nó là W12 của Rosin đi. Đây. Mẫu này thì ra đời cho chúng ta được khoảng 2 năm rồi và khá là nổi tiếng ha. Thương hiệu này làm mưa làm gió, gọi là bùng lên trong thời gian gần đây. Mẫu bên này chúng ta sẽ thấy là gồm một chép, một bát ba tắc. Bên này sẽ bao gồm là hai chép, được thiết kế sexy ha, không có được phủ bỏ mặt lưới, thiết kế này rất là lạ, và bát bốn tắc ở dưới. Không biết là mới nhìn sơ qua thì cả nhà chúng ta thích mẫu nào hơn, chúng ta hãy bình luận xuống bên dưới nha, đánh bằng cảm quan thôi, mới nhìn sơ qua thôi. Còn bây giờ mình sẽ đi vào phân tích này. Phiên bản này chúng ta sẽ có hai màu, một màu xám và một màu vàng. Phiên bản bên này chúng ta chỉ có một màu duy nhất như thế này thôi nha cả nhà. Rồi, bản thân mình á thì mình thấy cái mặt lưới bên này á, cái hoa văn nó đẹp hơn. Tuy nhiên mình lại thích cái màu sơn bên này hơn. Cái màu sơn bên này nó sang nhưng mà nó không có nổi. Còn bên này cũng sang nhưng mà nó hơi nổi nha. Ai mà chúng ta ưa thích màu sắc chói lòa thì chúng ta nên chọn bên này. Rồi. Bên này thì mình thích cái thiết kế này ha. Cái thiết kế này nó lộ hai cái chép này, nhìn nó mạnh mẽ. Nó vừa nổi nhưng mà nhìn rất là mạnh mẽ. Nhưng mà mình thích thiết kế bên này hơn. Bây giờ mình sẽ nói đến cái thiết kế thùng nha. Tất nhiên là thiết kế thùng thì bên này sẽ không bằng mà. Tại sao? Tại vì chúng ta mẫu bên này nó phù hợp cho những cái gì tối ưu, nhỏ gọn. Và cái điểm hay của Rosin đó là thiết kế cái mẫu này nè, nó vừa khớp với cái cốt sau của những chiếc như là Rinran i10 Hyundai hoặc là của Kia Morning nha. Để chúng ta vừa bỏ vào đó chúng ta đi du lịch đi chơi luôn. Còn như mẫu này mà chúng ta đi du lịch đi chơi mà mang theo thì phải cần tới xe bán tải hoặc là xe 7 chỗ. Hoặc là Kia Morning Rinran i10 cũng được nhưng mà không bỏ phía sau được, mà chúng ta sẽ phải để vào trong cái hàng ghế nên nó sẽ chắc hơn. Đó. Ở bên này công suất sẽ lớn hơn nha. Tuy nhiên á, là mẫu bên này thì cái chép của nó sẽ phóng xa hơn. Mẫu này mà chúng ta mang ra ngoài trời, chúng ta có thể đi hàng trăm mét, chúng ta vẫn có thể nghe được âm thanh ưng như chúng ta đang đứng bên cạnh, nó hay như vậy đó. Thiết kế chút nén ha. Còn bass bên này sẽ đánh mạnh hơn, là điều mà chúng ta không thể nào mà không nói đến rồi. Rồi, tiếp theo này, mình á, thì mình thích cái chất sơn bên này hơn. Mặc dù là một số người chúng ta nhận xét là cái chất sơn bên này sẽ không đẹp bằng, thì mình cũng đồng ý. Bên này nó láng hơn ha, rồi xin sơn láng hơn. Nhưng mà mình thích chất sơn bên này tại vì cái độ nhám của nó tốt hơn ha. Nhìn nó mặc độ nó dày. Rosin thì đẹp ha. Tuy nhiên là có chung tùy gu thôi, chứ ở đây mình không khó nói cái nào hơn cái nào lắm. Nhưng mà thiết kế này thì tại vì thùng nó to, chúng ta sẽ có được cái tay nắm phía sau này, hai tay nắm hai bên. Còn bên này thì chúng ta chỉ có đúng một cái tay xách như vậy thôi. Mà đối với kinh nghiệm của mình thì tay xách như vậy nó không có được bền lắm theo thời gian đâu. Tại vì cái tại sao nó không bền, không phải do chất lượng của nó đâu, mà do cái gọi là cái thùng này nó nặng này, nên chúng ta không nên xách như vậy đâu. Tốt nhất là cái này theo kinh nghiệm mình thì mình cứ ôm đi thôi, tại vì nó cũng gọn ha. Còn cái này ôm đi nó hơi khó, này phải hai người bưng, ôm thì nó bự quá. Chúng ta có cái kéo phía sau như vậy nữa ha. Rosin á thì thiết kế cái bình ắc quy của chúng ta là nó lộ thiên như vậy, đó là khi mà chúng ta có nhu cầu thay bình ắc quy nó rất là đơn giản hơn. Còn đối với KingBud thì bình ắc quy nằm bên trong, nên là khi mà chúng ta muốn thay thế thì nó sẽ khó hơn ha cả nhà nha. Bên này chúng ta sẽ có dung lượng bình ắc quy là 14A ha, bên này là 12A. Rồi, về bo mặt thì mình thấy cũng không có quá nhiều điểm khác biệt nha. Mỗi bo mặt một vẻ đẹp. Về diện tích mình nghĩ nó ngang nhau, tại bên này nó mập mà nó lùn, còn bên này nó ốm hơn xíu nhưng mà nó cao. Đều sở hữu là màn hình LED. Các chế độ điều chỉnh, bên này thì hơn một cái là chúng ta có điều chỉnh EQ ha. Nghĩa là chúng ta cắm USB và chúng ta có thể điều chỉnh được nhiều tông nhạc khác nhau. Bên này thì không ha. Bên này chúng ta có chức năng hơn, đó là chức năng biến nhạc thành beat karaoke. Dành cho những cái bài nhạc nào mới ra mà chưa có beat karaoke thì chúng ta bấm vào đây. Rồi, đều sử dụng USB và thẻ nhớ cỡ lớn này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có nè, bốn cổng cắm là gồm hai guitar, hai micro giống nhau. Các phần tản nhiệt, nút nguồn. Nút nguồn của bên này thì chúng ta sẽ sử dụng hệ thống cảm biến tự động.
Có nghĩa là chúng ta cắm điện trực tiếp thì chúng ta không cần phải chỉnh qua đúng cái nút của nó. Còn bên này sẽ phân những cái nút trực tiếp rõ ràng và nút bình rõ ràng nha. Cổng AVL with Realty. Bên này chúng ta sẽ có nút Remix. Đây. Ngoài là bass chép, volume, mid chép, mid bass thì chúng ta có nút Remix. Còn bên này chúng ta sẽ thấy là chỉ có echo và delay thôi. Là thiếu một nút Remix như bên kia. Thì nó tùy vào gu thôi. Chúng ta cứ thấy cái gu nào. Bây giờ mình sẽ đi vào thử micro cho chúng ta nghe nha, để chúng ta cảm nhận cái sự khác biệt về chất âm cũng như là độ chống hú của hai mẫu loa này nha. Hiện tại mình đang mở âm lượng của cả hai loa lên rồi ha. Bên tay phải của mình là của Rosin, và bên tay trái là của KingBass nha. Nhận xét đầu tiên của mình đó là về chức năng á, thì micro của Rosin sẽ không có bằng bên KingBass ở một điểm, đó là KingBass thì nó có chế độ tự ngắt mic. Chúng ta thấy nè, khi mà mình không nói vào mic thì nó tự ngắt đi. Chúng ta thấy không, nó tự ngắt luôn. Cái này rất là an toàn khi mà chúng ta sợ bị hú đít. Còn bên Rosin thì nó không có tự ngắt đâu nha. Đây mình nói nè, nó cứ vậy hoài thôi. Và đưa vào thì nó có khả năng hú đó. Chúng ta thấy không, nó không có tự ngắt được ha. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy nè, cả hai cái loa đều chống hú rất là tốt. Chúng ta thấy mình nãy Rosin mình thấy đưa vào không? Và cái độ hút đều tốt nha. Hiện tại cả hai loa mình đang để cái độ hút micro ở mức độ chỉ có 25% âm lượng mic thôi. Nhưng mà chúng ta thấy cái độ hút rất là tốt này. Tuy nhiên, Rosin tốt hay KingBass tốt hơn nhiều. Tại vì KingBass chúng ta nhớ này, âm lượng trên loa mình đang để là 25%, nhưng ở trên micro nó có 15 nắp âm lượng nữa. Nghĩa là đây một loại micro âm lượng cộng hưởng. Ngoài việc chúng ta điều chỉnh độ hút trên loa thì chúng ta có thể điều chỉnh âm lượng độ hút trên micro. Và mình đang chỉnh nó ở nắp thứ 10, còn 5 nắp nữa chưa chỉnh lên. Nhưng mà nó đã hút hơn của Rosin rồi. Và độ chống hú rất là tốt ha. Vậy thì về micro thì mình đánh giá của KingBass ok hơn. Đó là chưa đánh giá về chất âm nha. Chất âm thì mọi người tự nhận xét. Về ngoại hình thì thật sự là với góc độ mới nhìn của mình á thì mình thích cái này hơn. Nó sang hơn. Của KingBass nhìn nó sang, nhìn nó như là hả, chúng ta là đại gia Dubai rồi đó. Này thì nó đơn giản hơn. Nhưng mà ở góc độ nếu mà ai mà chúng ta muốn á, cái sự bền lâu á về cái màu sơn á thì cái này bền hơn nha. Cái màu vàng này kinh nghiệm của mình á, sử dụng một thời gian dài thì nó sẽ nhất cái đầu này, cái phần này mình không nói ha. Cái phần đầu này nó sẽ hơi bị rỉ, nó dễ bị rỉ hơn nhiều so với cái chất sơn bên này. Tất nhiên là một số người sẽ không thích màu này đâu, tại vì đối với họ là màu mè. Thích cái này đơn giản hơn và đối với họ là đẹp hơn, thì tùy gu của chúng ta. Bây giờ đội trong hú cũng thử rồi, mọi thứ đã phân tích, bây giờ mình sẽ thử hát một đoạn để chúng ta cảm nhận xem cái chất âm của hai mẫu loa này như thế nào ha. Bên này thì chúng ta có Revit này. Chúng ta nghe giật giật là do mình đưa cái mic nó ra ngoài cái phục vụ sóng là nó ngắt. Đưa ra ngoài phục vụ sóng là nó ngắt, chúng ta thấy không ạ? Mà đưa vào trong thì nó hát được. Đó, chức năng của nó. Xưa chú mưa rơi hiên bất chợt rơi, bóng đêm đã buông anh đèn lên, phố đâu đã có xa hai người dưới. Ok, giờ mình sẽ hát thử micro của KingBass nha. Xưa chú mưa dưới hiên bất chợt rơi, bóng đêm đã buông anh đèn lên, phố đông đâu có sao hai người dưới hiên. Cái là chế độ ngắt mic của nó hơi nhạy ha, nên là khi mà chúng ta đang hát chúng ta đừng có đưa cái mic nó xa khỏi miệng. Nếu mà chúng ta muốn đưa xa khỏi miệng thì chúng ta phải tăng cái âm lượng của mic cao lên nữa nha. Còn hiện tại mình để rất là thấp, để mình đưa xa khỏi miệng là nó ngắt liền. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến phần test nhạc. Đêm đêm tôi nằm ôm nỗi buồn, nhìn về xa xưa vui những tháng năm tuổi thơ. Ôi quê hương của tôi mãi trở về đó đưa tôi qua dòng sông mãi trong. Đêm đêm tôi nằm ôm nỗi buồn, thật dòng lẽ tôi ghi nhớ đến cha mẹ tôi. Đã nhiều năm xa trôi xứ người, cuộc đời tha hương tôi luôn ước ao hạnh phúc. Tôi ước ao một mai trở về thăm cô hương, tìm lại bóng dáng xưa bấy lâu nay không gặp. Bè thân cũ tôi chắc gặp nhau rất vui, kỷ niệm ngày xưa đó tôi không bao giờ quên. Tôi ước ao một mai trở về thăm bên xưa, dòng sông vẫn mát trong luôn mong tôi quay về.
để cho yêu của tôi chắc giờ đang rất mong. Tôi là người hạnh phúc nếu như được trở về. Khi mà tiếp nhạc xong thì không biết cả nhà chúng ta có cảm nhận như thế nào. Chúng ta hãy đưa cái cảm nhận chính xác nhất của bản thân mình đưa lên trên bình luận để chúng ta cùng nhau bàn luận nha. Khi mà chúng ta mua sản phẩm tại Audio Hay thì chúng ta sẽ có được những ưu đãi cực kỳ đặc biệt. Đầu tiên, sản phẩm sẽ được bao thu cũ đổi mới trọn đời. Có nghĩa là chúng ta mua loa về, chúng ta xài tới một lúc nào nó cũ rồi, chúng ta chán rồi, chúng mang đến Tâm Việt sẽ bao thu lại và đổi sản phẩm mới hiện tại. Vấn đề thứ hai, sản phẩm tại Tâm Việt sẽ luôn luôn được kiểm tra và kiểm định nghiêm ngặt thông qua một quy trình chuẩn ha, để chúng ta kiểm tra về ngoại hình và âm thanh nhằm hạn chế lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất trước khi đưa đến tay khách hàng. Vấn đề số 3, sản phẩm tại Tâm Việt sẽ bao đổi trong vòng 30 ngày, không quan tâm lý do là gì. Thứ tư, sản phẩm tại Tâm Việt sẽ luôn luôn được bảo hành đúng với thời hạn, nhiệt tình và vui vẻ kể cả trước và sau khi mua, hết bảo hành và hỗ trợ sửa chữa. Và cuối cùng là sản phẩm tại Tâm Việt luôn luôn chính hãng. Nếu bất kỳ khách quý nào phát hiện là hàng giả hàng nhái, Tâm Việt sẽ tặng thêm 20 triệu đồng tiền mặt cho chúng ta muốn làm gì làm luôn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi Audio Hay. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho những video tuyệt vời sắp tới. Bye bye, hẹn gặp lại. Truy cập bằng điện thoại, truy cập bằng máy tính, truy cập web chuyên gia, truy cập website đại diện uy tín.